Lê Duyên xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý khán thính giả và lời chào thân ái. Nếu như quý vị đã từng biết đến tên tuổi của nhà văn Jeffrey Deaver qua tác phẩm hình sự lôi cuốn và hấp dẫn Búp bê đang ngủ trên trang audio Lê Duyên Dương Lê, thì Vũ điệu thần chết mà Lê Duyên hân hạnh giới thiệu đến quý vị sẽ là tác phẩm thứ hai đầy tình huống ly kỳ kế tiếp của nhà văn này. Vũ điệu của thần chết là sự trở lại đầy ấn tượng của nhà hình sự học lừng danh Lincoln Ram cùng nữ cảnh sát xinh đẹp Amelia Sars. Lần này, họ phải lần theo dấu vết của tên giết người chuyên nghiệp mà Ram đã hiểu quá rõ. Kẻ mang hình xăm kỳ quái trên bắp tay. Hình thần chết đang nhảy múa với một phụ nữ ngay phía trước chiếc quan tài. Vũ khí đáng sợ nhất của hắn không phải là dao hoặc súng, mà là sự hiểu biết đến kỳ lạ về bản chất con người. Quý vị và các bạn sẽ được hòa mình vào những cuộc đấu trí nảy lửa, những cuộc rượt đuổi ngoạn mục trong suốt hành trình tìm kiếm vũ công quan tài, kẻ nắm giữ sức mạnh ghê gớm của tử thần. Lê Duyên xin mời quý vị và các bạn đón nghe tác phẩm Trinh thám hình sự Vũ điệu của thần chết sẽ được phát sóng vào ngày mai trên trang audio Lê Duyên Dương Lê vào lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Vũ điệu của thần chết.